Điều 100. Alo. Alo, alo chị Thơm ạ. À? Ừ. À dạ vâng, em chào chị Thơm ạ. À. Em là Thu Hà, em đang làm với chị bên đơn vị tổ chức sự kiện của công ty Zero Market ạ. Chị ơi, hiện tại thì bên đang có cái chương trình là gửi tặng bộ tài liệu miễn phí cho khách hàng về kiến thức căn bản thị trường chứng khoán quốc tế á. Không quen biết gì đừng phiền chị nha. Không quen biết gì em cả, đừng có phiền chị nữa. Phiền lắm. Em nhận thông tin của mình quan tâm ấy, nên mình em có gọi lại tư vấn cho mình á mà. Không có ai quan tâm gì cả, tụi nó bán thông tin của chị cho nhau đó. Chị không có cho ai thông tin hết á. Em ở Việt Nam phải dư biết cái chuyện này chứ. Hiểu không? Các công ty nó quảng cáo, nó mua bán thông tin cá nhân với nhau chứ có ai thèm quan tâm gì đâu. Chị thấy phiền thôi à. Em cũng hiểu là mình chưa là tìm hiểu ấy, lại chưa có nhu cầu ấy, cũng không có quan tâm ấy chị. Thì bên em phải bên hỗ trợ thông tin miễn phí không thôi. Không có nhu cầu gặp bất cứ người lạ nào hết. Không có nhu cầu gặp bất cứ người lạ nào hết. Ngay cả khi giờ mang cho cục tiền cũng không thèm nữa thì hỏi thèm cái gì. Hiểu không? Chị chỉ thấy phiền thôi. Thế mình nghỉ sớm nha chị. Rồi,